sao lòng vẫn chờ. Chào tất cả các bác, ở video clip này xin gửi đến các bác một chiếc âm ly rất gấu của Diatone Mitsubishi các bác nhé. Đây là dòng R35, DAR35, dòng này rất là hiếm các bác, thứ hai là rất là khỏe. Và nó con này là có mạch dề ao, nó có một cái mạch dề ao ra các bác nhé, cầu chữ U. Nghĩa là con âm ly này là một trong những chiếc âm ly rất khỏe. Cái cầu chữ U này là một ý đồ của nhà sản xuất, là nếu các bác rút cầu chữ U ra, một là nó có thể biến thành một chiếc dề cho những cục pâu khác hay là những chiếc âm ly khác. Nên con mạch dề của nó rất là hay các bác. Mạch dề của nó được thiết kế một con lâu lớt vặn này các bác. Vặn biến thiên cái lâu lớt của nó theo từng nấc, chứ nó không đơn thuần là dí cái nút các bác. Và đặc biệt con này chơi loa bốt 601, 701 hay 301 như vậy, tiếng hay vô cùng các bác. Và con này nó là dòng xuất Mỹ, điện 120, công suất cao 230W, rất gấu các bác nhé, nặng cực luôn, mười mấy cân các bác, rất nặng. Cái nguồn của nó phải to hơn cả nguồn con Jaguar 506, nguồn cực kỳ to các bác, nguồn nó chiếm hết cả thằng đáy âm ly luôn. Và con âm ly này xin để các bác giá 5,5 triệu thôi, các bác mua về làm vừa làm một con dề được các bác nhé, mà giá rất rẻ, mà làm luôn một con âm ly đánh vào những loa bốt rất hay, và hoặc những dòng loa Nhật công suất cao các bác. Các bác nhìn bên mạch rất là đẹp các bác. Thì con này nó sử dụng một con mạch dề rất gấu, con mạch dề rất là lớn các bác. Và cái cầu chữ U này có tác dụng gì khi các bác rút ra các bác nhé? Thì ngay lập tức nó biến thành một là cục pâu, hai cục dề. Nghĩa là ý đồ của nhà sản xuất là nó có công suất rất là mạnh, khi các bác rút ra nó có thể là một cục như cục đẩy các bác. Và cái bộ công suất nó rất gấu, tản nhiệt xương cá các bác, rất là to các bác nhá, gấu cực luôn. Và con này nếu mà nó đánh loa bốt như vậy các bác, nó không hề hấm gì luôn, không hề hấm gì luôn các bác ạ. Rất là gấu các bác ạ. Tụ 12.000 microfarad. Rất gấu các bác. FM nữa các bác nhá, con này FM 102. Rất là to các bác. Em sẽ mở FM các bác nghe thử đi ạ. FM này của nó sử dụng cái nút bấm này để chọn tuning các bác nhá. Đó. Nó có nhìn đấy, có thể lưu nhớ kênh được. Nói chung là con này sử dụng FM 108 các bác, hoạt động hoàn hảo hết. Đây là cái FM của nó đấy các bác, khi em chuyển sang FM đấy ạ. Em sẽ chuyển sang chế độ FM bác nghe thử. Đó, FM này các bác nhé. Thì cái này các bác dò kênh bằng cách bấm này thôi. Cứ bấm như vậy, đơn thuần như vậy thôi các bác. Em sẽ bấm sang kênh 102.7. Đó. Bắt cái anten mà nó sẽ kêu được các bác. Bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân mình được không nhỉ? Đó, đơn giản vậy thôi các bác. Đó. Các bác bắt cái anten mà được nhà em xong nó kém. Đây các bác chạm tay vào đây thì nó sẽ có anten này các bác. Vâng, Linh nó to lên một chút nhất, tại vì bên này tín hiệu của mình đang cảm thấy hơi bé bên kia thì phải. Đó, thế là bác hiểu là nó hoạt động hoàn hảo các bác. Đây. Nếu mà nó đánh, các bác nhớ lưu ý, nó đánh loa bốt cực kỳ hay. Chỉ 5,5 triệu, có mạch dề ao. Các bác mua về để làm con dề cũng được, mà mua về làm cục pâu cũng được, mà làm một con âm ly công suất cao đánh loa bốt, đánh bốt cực hay các bác nhé. Bây giờ em sẽ mở một đoạn liên khúc mưa quen thuộc. Chất lượng nóng khó tiêu ảnh hưởng đến những dịch vụ. Liên khúc mưa quen thuộc các bác nghe thử nhé. Giúp lớp trong dạ dày thực quản và trung hòa axit trong dạ dày, thuốc làm dịu nhanh.
đánh nhích volume cái là muốn vỡ loa bốt luôn các bác. Nó phải đánh hai đôi như vậy các bác nhé. Đánh tiếng bass dã man các bác. Con bốt này em để các bác giá 6,5 triệu, đẹp hoàn hảo, đẹp như đập thùng các bác. Ngày xưa tôi có quên một người em gái nghèo, tôi đàn người sau mai tóc trắng nhạt vài, tình như đùa hoa nở trong lòng đời ngọt ngào, rồi yêu thương ai đem ghép cho đôi tim nó. Đây là mỏ vũ đó các bác. Rất là đẹp các bác nhá, âm ly đẹp hoàn hảo luôn. Rồi bác nào có nhu cầu lấy con âm ly này thì nhắn tin cho em qua số điện thoại 098 119 3686. Rất hay các bác nhá, đánh loa bốt cực kỳ hay luôn. Rồi xin chào các bác. Em không mở đôi loa dưới đâu các bác nhá, không các bác lại bảo là em mở gần hai loa. Đây các bác, mở mình đôi bốt thôi các bác. Các bác lưu ý giúp em là con âm ly này ấy, các bác nhá, nó oánh như vậy mà oánh muốn hỏng con loa bốt luôn, lòi xuống loa bốt mà nó chưa nháy đèn. Các bác nhìn này. Oánh còn chưa muốn nháy đèn luôn các bác, rất dã man. Rất là to các bác nhé. Rồi xin chào các bác.